Chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Mình Anh Trail. Một số bác thì yêu cầu em so sánh dòng X9000H của Soli trong năm 2020 và X8500G của năm 2019. Vậy thì thời điểm tháng 8 năm 2020, hiện tại nên mua X8500G hay là X9000H? Đấy, clip này thì em sẽ so sánh rất nhanh để các bác nắm được những cái thông số kỹ thuật cũng như về giá thành của hai dòng TV này. Rất mong nhận ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe để theo dõi những clip cập nhật giá, so sánh các mẫu TV trên thị trường. Cảm ơn các bác. Nhiều bác thì vẫn lăn tăn mà hỏi em để so sánh các dòng của năm 2019. Thời điểm này thì mua 2019 giá rất tốt, còn 55X8500G giá của bên em chỉ còn khoảng 17 triệu thôi sau khi trừ hết quà tặng. 55X9000H thì đang bán giá rất là cao, sau khi trừ hết quà còn khoảng 22 triệu 790. Vậy thì khi mà so sánh để lựa chọn thì các bác sẽ phải đưa ra các tiêu chí như giá thành, thiết kế, cấu hình cũng như là cái công nghệ trên TV. Con 8500 là mẫu cao của Soli trong năm 2019 và 9000H cũng là như vậy. Tuy nhiên thì nó sẽ có các đặc điểm khác nhau, giá thành cũng khác nhau rồi, chênh nhau khoảng 5 triệu như các bác vừa nghe em có tư vấn đấy ạ. 9000H thì một số cái đặc điểm cũng như thông số nó sẽ cao hơn so với 8500G, như cái công nghệ LED lần, Full LED trên 9000H thì nó là cái sử dụng công nghệ LED lần trực tiếp điều khiển theo vùng, cho tương phản tốt hơn so với cả dòng TV LED thông thường. Trên 8500 thì chỉ là LCD và sử dụng công nghệ tấm nền IPS thôi, chưa cao cấp như Full OLED trên 9000H. Chip xử lý trên 9000H và 8500G thì cũng tương tự như nhau, cùng có con chip X1 4K HDR processor cho chất lượng hình ảnh chi tiết cũng như màu sắc. Về cơ bản thì nó là giống 8500G. Tuy nhiên thì cái công nghệ Full OLED LED lần thì em đã có một clip nói rất là chi tiết rồi, các bác có thể xem lại trong clip gần nhất. Về thiết kế thì 9000H cũng thiết kế viền ngoài nó là viền kim loại và cũng có hai màu, màu bạc và màu đen. Trên 8500G thì cũng tương tự, 8500G cũng có hai màu. Đấy. Còn khác biệt nữa thì trên 9000H thì chạy Android 9.0, tức là năm 2020 thì Sony sẽ tất cả các TV đều chạy Android 9.0 rồi, còn 8500G thì chỉ chạy Android 8.0 thôi. Nhưng từ tháng 5 năm 2020 thì 8500G đã có bản cập nhật nâng cấp lên Android 9.0. Đấy thì các bác điều khiển của nó sẽ nhỏ hơn chị ạ. Cùng xem để biết được cái khác biệt giữa hai thằng này. Một số công nghệ trên 9000H sẽ vượt trội hơn 8500 và có cả công nghệ Acoustic Multi Audio nữa. Với công nghệ này thì nó sẽ cho cái chất lượng âm thanh cũng như khả năng thể hiện những cái hoạt động âm thanh nó sẽ hoành tráng, rõ hơn, âm trường rộng hơn so với cả 8500G. Đấy, một clip so sánh rất là nhanh để các bác có thể là xem được sự khác biệt giữa 8500G và 9000H. Giá cho nhau 5 triệu này. 9000H thì sử dụng công nghệ Full Array LED lần này. 9000H thì chạy Android 9.0 này. Tuy nhiên thì 8500 thì chạy Android 8 có thể nâng cấp lên 9.0 rồi. Còn chung là viền kim loại. Đấy. Không có khác gì nhiều. Tuy nhiên thì thời điểm này các bác nào mà thích LED lần, quan trọng về hình ảnh âm thanh thì các bác lấy 9000H. Còn không quan trọng lắm về hệ điều hành, cũng không cần nắm về cái độ tương phản cao thì các bạn có thể mua 8500G. Bởi vì 8500G thời điểm giá rất tốt, 17 triệu. Thời điểm ra mắt thì 8500G giá khá cao, nó rơi vào khoảng 25 triệu. Nên là các bạn cân nhắc lựa chọn cho cái phù hợp với cả cái khả năng đầu tư tài chính của các bác để lựa chọn cho mình một chiếc TV ưng ý. Không hối hận các bác nhé. Con này thì vài tháng nữa, tầm khoảng 2-3 tháng nữa mà Sony không sản xuất của Lemurel thì nó cũng không còn hàng mới nữa. Bên em thì vẫn còn hàng mới nguyên hộp. Đấy thì các bác nên cân nhắc. Đấy, các bác cần hỗ trợ thì các bác để lại bình luận hoặc điện trực tiếp về hotline của Ecomart thì em sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.